Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ tư mùa chay tuần trước, Giáo hội cho chúng ta thấy tấm lòng của Thiên Chúa, đó là tấm lòng của một người cha nhân hậu, giàu lòng từ bi, luôn sẵn sàng thứ tha khi đứa con tội lỗi biết quay đầu tìm về lại mái ấm yêu thương. Chủ nhật thứ năm mùa chay này, Giáo hội cho chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa, người là vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm tức giận và chan chứa yêu thương. Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót. Trong một bài chia sẻ, một vị linh mục đã mô tả như sau: thương xót là gì? Thưa, là một tâm trạng đặc biệt, vừa êm đềm ngọt ngào là vì thương, vừa đau đớn đắng cay là xót. Hai cảm giác mâu thuẫn, vừa thương lại vừa xót ấy trỗi dậy trong lòng chúng ta khi chúng ta đứng trước một người chúng ta thương, nhưng người ấy vừa phạm một lỗi lầm, một đứa con của chúng ta chẳng hạn. Khi đó chúng ta phải đối xử thế nào? Phải lên án chăng? Thưa, không được. Vì làm như thế là không thương. Bỏ qua chăng? Cũng không được nữa. Vì như vậy là dung túng cho sự xấu. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta hãy nhìn Đức Giê-xu như trong bài tin mừng. Ngài nói với người phụ nữ ngoại tình: tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Nghĩa là Chúa không lên án mà cũng không dung túng, nhưng Ngài cho kẻ có tội một cơ hội. Nếu Ngài lên án thì chị này phải chết, không còn cơ hội nào nữa. Nếu Ngài bỏ qua thì chưa biết chừng chị này sẽ tiếp tục phạm tội, cũng không có cơ hội trở về. Ngài bảo chị về và đừng phạm tội nữa, tức là cho chị một cơ hội để làm lại cuộc đời. Trong tin mừng, Chúa luôn mở ra cho con người, cho các tông đồ và chắc chắn cho cả mỗi người chúng ta những cơ hội tương tự như thế. Cái ngước mắt nhìn ông Gia-kêu, ánh mắt nhìn ông Phê-rô, câu trả lời thắc mắc của Phao-lô ngã ngựa trên đường Đa-mát, các cử chỉ của Chúa như nhắc nhở, như trách móc. Song các cử chỉ, lời nói ấy, cái nhìn ấy đều biểu lộ lòng thương xót của Chúa. Và những ai sẵn lòng mở mắt, mở tai, mở trái tim ra đều tìm gặp được tấm lòng xót thương của Thiên Chúa, đều có được cơ hội để làm lại cuộc đời. Và chúng ta đã có những con người hối cải như Gia-kêu, đã có những đấng thánh cả như Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô, Thánh nữ Maria Magdalena. Thế nhưng cũng đã có những con người không đón nhận lời nhắc nhở đầy yêu thương của Chúa như Giu-đa, trốn tránh cái nhìn đầy trìu mến của Chúa như người thanh niên giàu có. Mắt họ nhắm lại, tai họ bịt lại, trái tim họ đã hóa đá, lòng trở nên lòng chai dạ đá. Và họ đã đánh mất cơ hội ngàn vàng để lòng thương xót của Thiên Chúa có thể đụng đến mà họ được biến đổi, khiến họ phải hư mất đời đời. Một câu chuyện cụ thể chúng tôi đọc được minh họa cho thấy con người thiếu lòng thương xót đã dẫn đến một kết quả bi thương như thế nào. Trong cuốn sách ấy có tiêu đề như thế: Tình yêu trên non cao. Kể rằng có một cặp vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau và sống với nhau trên một ngọn núi cao rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nhiều lần họ hô to giữa trời lồng lộng: Chúa ơi, sao mà chúng con hạnh phúc quá. Nhưng đâu phải chỉ sống với nhau mãi mãi trên núi mà hạnh phúc. Người chồng thỉnh thoảng cũng phải xuống núi để làm ăn. Trong một chuyến xuống núi, người chồng đã lỡ sa ngã ngoại tình. Người vợ biết được rất giận. Từ đó nàng không nói chuyện với chồng nữa. Phần người chồng thì cũng hối hận, nhưng không thể nào xin lỗi được, vì mỗi lần muốn nói lời xin lỗi với vợ thì vợ bỏ đi chỗ khác, không nghe. Một đêm kia, người chồng trên đường lên núi về nhà thì gặp bão tuyết. Chiếc xe ngựa bị gãy bánh, con ngựa bị què, anh cũng bị thương nặng ở chân. Nhưng anh vẫn cố bò về đến tận cửa nhà. Người vợ ở trong nhà nhìn ra thấy chồng bò tới cửa, nhưng chị nhất định không mở cửa. Sáng hôm sau, người ta thấy xác người chồng đã cứng đờ vì giá lạnh ngay trước mái ấm gia đình của mình.
Mối tình rất hạnh phúc trên non cao đã kết thúc bi thảm như thế, chỉ vì người vợ không biết thương xót, không cho chồng mình một cơ hội để làm lại cuộc đời. Chúa luôn mở cho chúng ta những con đường, thương bà và anh chị em. Chúng ta hãy cho nhau những cơ hội để sửa sai, để làm lại cuộc đời. Chúa nói với người Do Thái, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Mỗi người chúng ta trong thánh lễ đều đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Ý thức được mình cũng đã được Chúa xót thương, Chúa tha thứ. Tại sao mình không thể tha thứ cho người chồng, cho người vợ, cho người con của mình? Chúa đòi mỗi người chúng ta phải trở về với lương tâm của mình. Dưới mắt Chúa, tất cả mọi người đều là tội nhân và cần phải được tha thứ. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Vậy lạy Chúa, chúng con đang cần lòng nhân hậu thương xót của Chúa và của người khác. Xin Chúa hãy ban cho con một trái tim biết xót thương. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ của Chúa. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo động, không một đam mê nào khuấy đục hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho con quả tim đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.